Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với bạn về cái một trong những cái yếu tố ở trong của NLP, đó là hiện thực nó mang tính cái chủ quan. Hiện thực mang tính chủ quan có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa rằng là ví dụ như khi mà chúng ta nhìn vào một ai đó, thường là chúng ta hay làm một cái việc, đó là chúng ta nhận xét nói là cái người này này, họ làm được việc này hay không làm được việc này. Thì thường khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta nhận xét về một ai đó, đó chính là một cái sự chủ quan ở trong tâm trí của mình. Có là trong con người mình như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Ví dụ như chúng ta gặp một cái người mà họ đã làm được thành công, có là họ làm một cái việc, đó là họ thuyết trình được ở trước đám đông rất dễ, thì lúc đó họ nhìn thấy mọi người và họ đều thấy rằng mọi người đều có thể làm được. Nhưng nếu một người mà họ không làm được đấy, thì họ nói làm sao mà làm được cái chuyện đó. Và khi một ai đó đến chia sẻ cho về cái là họ có một ý định về việc mà nói chuyện trước đám đông, thì cái người đó họ sẽ nói với người này rằng là bạn không làm được đâu. Và khi mà họ nói rằng bạn không làm được đâu đó, thì có nghĩa rằng là vì người đó không làm được nên họ nói họ cũng không làm được. Và đó là cái lý do tại sao khi mà những cái đứa trẻ nó chia sẻ về cái giấc mơ, nó nói về mục tiêu của nó, thì thường bố mẹ nói làm sao mà làm được, mày còn bé tí làm sao mà làm được. Thì đó là vì khi bố mẹ không làm được thì luôn nói rằng cái đứa con không làm được. Và bạn bè của chúng ta cũng thế, khi một người họ không làm được thì họ nói chúng ta không làm được. Và chúng ta có thấy một điều như thế này, khi mà một việc gì đó, khi mà bản thân mình không làm được ấy, và chúng ta thấy một ai đó làm được, thì chúng ta luôn nói làm sao mà nó có thể làm được như vậy hay nhỉ. Và chúng ta vẫn không thể tin nào là người ta có thể làm được, cho đến khi mà người ta làm ra kết quả thực tế rồi đó, nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ rằng là họ không thể làm được. Và khi chúng ta nghi ngờ hay là chúng ta phán xét về người khác, thì đó chính là con người chúng ta. Nên khi chúng ta bắt đầu nhận xét về một ai đó, về một điều gì đó, thì điều đó nó nằm ở trong chính con người mình. Nên là cái người đối diện chính là cái tấm gương phản chiếu của cuộc đời chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy cái người đối diện của mình đó là một người keo kiệt bùng xỉn, thì thực ra là bản thân của chúng ta đang keo kiệt, đang bùng xỉn. Khi mà chúng ta thấy người kia ích kỷ, thực ra đó là chúng ta đang ích kỷ. Khi chúng ta thấy người khác họ không có chân thành, họ không có thành thật, thì thực ra đó là bản thân của chúng ta chưa chân thành, chưa thành thật, thì chúng ta mới thấy điều đó ở người đối diện. Có nghĩa là khi chúng ta bắt đầu nhận xét, khi bắt đầu chúng ta hình dung về cái người đối diện như thế nào, chúng ta thấy ở người đối diện như thế nào, thì lúc đó chúng ta hãy thử nhìn lại vào trong con người mình, và đó có phải là chính con người mình ở trong đó hay không. Và đó chính là hiện thực mang tính cách chủ quan. Có nghĩa là do mình nhìn nhận như thế nào thì mình nhìn thấy như vậy. Nếu mình thấy mọi người đều là những con người rất là tuyệt vời, thì thực ra bên trong con người chúng ta đang cảm thấy nó rất tuyệt vời. Chúng ta cảm thấy mọi người rất đáng yêu, bởi vì chúng ta trong con người mình cảm thấy mình rất đáng yêu, nên chúng ta mới nhìn thấy người đối diện như vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy ở những người xung quanh là những người mà ác độc, thì thực ra bản thân bên con người nó như thế. Nếu mình nhìn thấy đội ngũ của mình lười, thì thực ra bạn đang lười. Nếu như chúng ta thấy đội ngũ của mình họ không làm việc hết mình, họ vô kỷ luật, và chúng ta nhìn lại bản thân mình, chúng ta có thấy rằng bản thân của chúng ta đang vô kỷ luật, đang không làm việc hết mình hay không? Nên một cái nguyên tắc ở trong NLP đó là gì? Chúng ta không bao giờ nhận xét về một người khác. Và khi chúng ta nhận xét về người khác, đó chính là con người mình, và chúng ta hãy nhìn lại về chính mình. Và đó là cái cách. Vậy thì bây giờ chúng ta mỗi lần khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó, việc mà chúng ta cần để thay đổi về trong cái tiềm thức của mình, bởi vì để có một cuộc sống tốt đẹp thì bằng cách đó chúng ta phải cài đặt vào trong tiềm thức của mình về những điều tốt đẹp. Vậy thì đây là cái cách mà chúng ta dùng, đó là khi chúng ta gặp một ai ở ngoài cuộc sống, hay là downline của mình, hay là bất kỳ một ai, thì chúng ta nhìn vào họ, hãy nhìn vô những điểm tốt đẹp của họ. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào điểm tốt đẹp của họ, thì có nghĩa là chúng ta bắt đầu đang cài đặt vô tiềm thức của mình về những điểm tốt đẹp. Và chỉ có những điều tốt đẹp mới tạo nên cuộc sống tốt đẹp, và chúng ta đang truyền đến cho họ một cái năng lượng tốt đẹp. Và khi mà tôi thấy làm việc để trở thành team lead Platinum 4 star, đó là một điều rất dễ dàng. Nên tôi nhìn thấy bất kỳ một ai, tôi cũng đều nói team lead Platinum 4 star rất dễ dàng. Và tôi nhìn thấy ai cũng có thể làm được điều đó, và tôi thấy đó là một điều cực kỳ dễ dàng. Và nên là đội ngũ chúng ta mới phát triển. Nên khi mà chúng ta thấy một người đến và chúng ta nhìn thấy họ, và chúng ta thấy họ không có khả năng làm được, thì điều đó là vì chúng ta không làm được, nên chúng ta cũng nghĩ rằng họ không làm được. Thì ngay lúc đó chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình, chúng ta thay đổi lại cách giao tiếp với mình. Mình nói rằng ồ, thì ra là cái vấn đề này đang ở mình. Và chúng ta thay đổi từ chính mình. Và khi chúng ta tin vào bản thân mình, thì chúng ta sẽ truyền được niềm tin cho người khác. Nên
cái cách mà chúng ta nhìn vào một người, điều đó nó rất quan trọng. Ví dụ như khi mà trong con người chúng ta đang tiêu cực mà chúng ta nhìn vào người đối diện với một ánh nhìn tiêu cực, tự nhiên chúng ta sẽ làm cái người đối diện họ trùng cái tinh thần xuống. Vậy nên có những người khi mà chúng ta nhìn thấy chúng ta đã mất năng lượng ngay, bởi vì bên trong con người đó tiêu cực thì nó ảnh hưởng sang chúng ta là tiêu cực. Nhưng nếu chúng ta gặp những con người tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống và tràn đầy niềm tin, thì lúc đó chúng ta gặp họ tự nhiên chúng ta cảm thấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống và chúng ta có cái niềm tin nó rất lớn. Nên khi mà chúng ta đi cạnh nên của TH Decker, ông ta còn nói hãy đưa đến cho tôi 5 người bạn, tôi sẽ cho biết về cái tài chính của bạn như thế nào. Đúng không? Thì ý ông ta nói là và mình là trung bình cộng của 5 người bạn xung quanh mình. Bởi vì đó là mình là người như thế nào, mình hút những người như vậy. Nên khi mà chúng ta nhìn vào một ai đó, nếu chúng ta thấy họ không làm được, bởi vì bản thân chúng ta không làm được, thì chúng ta cũng vui lòng không nói rằng họ không làm được, mà hãy tiếp tục đặt niềm tin vào. Và khi chúng ta bắt đầu đặt niềm tin vào người khác, đó là cách mà chúng ta đang đặt niềm tin cho chính mình. Và chúng ta thấy họ làm được thì có nghĩa là bản thân chúng ta làm được. Nên chúng ta thấy ở người đối diện là bất kỳ điều gì thì ắt hẳn điều đó đang ở trong con người của chúng ta. Nên khi mà chúng ta nhìn một con người với ánh nhìn tiêu cực, chúng ta tạo nên sự tiêu cực về họ. Vậy thì tại sao chúng ta không nhìn với mọi người với một ánh nhìn tích cực? Tại sao chúng ta không nhìn mọi người với một cái suy nghĩ họ là trở thành Team Lead Platinum 4-star? Và khi chúng ta nhìn mọi người đều trở thành Team Lead Platinum 4-star và chúng ta nhìn cái công việc đó là rất đơn giản, thì chúng ta tạo ra một cái đội ngũ làm việc rất đơn giản và gia tăng cái tốc độ để trở thành Team Lead Platinum 4-star. Và khi điều đó nó nằm ở trong tâm trí của chúng ta thì chúng ta tỏa ra cái năng lượng và trường năng lượng đó nó sẽ thu hút những con người như vậy và đến với chúng ta, và đội nhóm của chúng ta bắt đầu càng mạnh mẽ và càng phát triển bấy nhiêu. Và đó là cái điều mà cái tư duy mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta, đó là hiện thực mang tính chủ quan. Nên là cái chúng ta nhìn thấy ở mọi người như thế nào, đó chính là trong tâm trí của chúng ta, mọi người chính là tấm gương phản chiếu của chúng ta. Nên mỗi ngày tỉnh dậy khi mà nhìn thấy bất kỳ một ai, hãy tập nhìn vô những điểm tốt đẹp của người khác để chúng ta đưa nó vào trong tiềm thức của chúng ta và nó lan tỏa ra và chúng ta thu hút những người tích cực đến với con người chúng ta. Bởi vì là đại bàng, chúng ta sẽ hút đại bàng. Nếu là gà, chúng ta sẽ hút toàn gà đến với chúng ta. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta.